Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ bảy ngày 24 tháng 4 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 13 tháng 3 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày nhâm dần tháng nhâm thìn năm tân sửu và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày như giờ canh tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc tư mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thiên hình, giờ quý mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc chu tước, giờ bính ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc bạch hổ, giờ mậu thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên lao, giờ kỵ dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Câu Trần. vài ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, kim bạch kim, ngày nhâm dần, tức can sinh chi, nghĩa là thủy sinh cho mộc, và ngày hôm nay là ngày cát. vài nạp âm, kim bạch kim, kỵ tuổi, bính thân, canh thân, ngày thuộc hành kim, khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi, mậu tuất nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày dần, lục hợp với hợi, tam hợp với ngọ và tuất thành họa cục, xung với thân, hình tỵ, hại tỵ, phá hợi và tuyệt dầu. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi canh thân, bính thân, bính dần, tuổi xung trong tháng, tuổi bính tuất, giáp tuất, bính dần. Và các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Đức tốt mọi việc, sao Nguyệt Đức tốt mọi việc, sao Sinh khí tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, tu tạo, động thổ ban nền, trồng cây, sao Thiên Quan tốt mọi việc, sao Tục Thế tốt mọi việc, nhất là về cưới hỏi, sao Dịch Mã tốt mọi việc, nhất là về xuất hành, sao Phúc Hậu tốt về cầu tài lộc khai trương mở kho sao Hoàng Ân tốt mọi việc và ngày hôm nay là ngày Trực Tinh Đại Cát tốt mọi việc có thể giải được sao xấu trừ sao Kim Thần thất sát sao xấu trong ngày gồm có sao Tin thê, Thiên Tặc sáu đối với khởi tạo động thổ về nhà mới khai trương sao Hỏa Tai sáu đối với xây dựng nhà cửa đổ mái sửa sang nhà cửa về hướng xuất hành tốt trong ngày, hị thần, hướng chính Nam, và tài thần, hướng chính Tây. Và sau đây, mời các bạn đoán xem từ vị chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày 24 tháng 4 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. đầu tiên mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày 24 tháng 4 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý trong ngày này không cần phải lo lắng quá mức về vấn đề tài chính khi mà bạn đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh ở bên cạnh mình, cái nguồn thu nhập với bạn được vững vàng và ổn định, bạn vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người. Giữa không khí căng thẳng vì cắt giảm việc làm trong mùa dịch bệnh, ít nhất là với bạn tuổi tí vẫn có việc để làm, vẫn có tiền để tiêu. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải có kế hoạch chi tiêu sao cho hợp lý, tiết kiệm, đừng có phung phí quá mức. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này với ba tuổi Tý lại đang gặp ngày có thủy sinh xuất chua mộc. Cái điều này cho thấy, với những cơn sóng ngầm trong cuộc sống gia đình của bạn, bạn mệnh không thể hiểu được tại sao đối phương vẫn chưa hài lòng với những gì mà mình đang có nhưng lại không biết cách để mở lời. Vài tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim, cuộc sống ngọt ngạt mau thuận tiềm tàng tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy vợ chồng rẹ nệ sinh mau thuận tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa lo lắng bất an nhưng không biết bày tỏ cùng ai tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ tiền bạc vận ổn định đủ để chi tiêu tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc chớ nên để mình mắc phải sai lầm vài đánh giá của bà tuổi tý trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi Sửu thứ bảy ngày 24 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Sửu xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Sửu đang có điểm báo trải qua một ngày đang có nguy cơ mất tiền hao của do kíp tài xuất hiện khiến cho bạn trở nên mù quáng chẳng hề nhìn thấy cạm bẫy ở phía trước với bạn tuổi Sửu đang có ham cái lợi trước mắt mà giờ là lúc bạn phải trả giá và với bạn tự xỉu trong ngày này bạn cần phải lấy đây làm bài học xương máu cho mình tiền bạc mất đi thì có thể làm lại được nhưng có nhiều thứ thì một khi đi là không trở lại bạn đừng có gục ngã mà hãy cố gắng để đứng dậy và bước tiếp. Và ngày này với bạn tuổi xỉu lại đang gặp ngày có ngũ hành bất dung cho thấy với bạn đang có mâu thuẫn trong tình cảm gia đình càng ngày càng gay gắt hơn. Bạn tuổi xỉu, bạn không biết cách để dung hòa các mối quan hệ, bạn bối rối khi đứng ở giữa và có thể còn khiến cho đối phương thêm thần phần thất vọng về bản thân mình nữa. Về từ vi tuổi ất xỉu thuộc mệnh kim, sức khỏe là điều quý giá nhất tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy nên hiểu vị trí của mình ở đâu Từ vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa tiền bạc tổn hao do chính bản thân mình Từ vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ nên hiểu bản thân mình đang cần gì và muốn gì Từ vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc hãy chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn và đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ bảy này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe, 4 sao, tình cảm, 4 sao, con số may mắn, số 2, số 7, giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cá tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phụ trợ, tuổi tuất tuổi mão tuổi hợi Từ vi tuổi dần thứ bảy ngày 24 tháng 4 năm 2021 Vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi dần, xem tử vi cho thấy bạn tuổi dần đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, nhắc nhở bạn tuổi dần đừng có để cho cảm xúc quá đà, mù quáng nghe theo những lời không đáng tin của người ngoài, khiến cho tiền bạc trong tay cứ thế mà tiêu bín, chẳng có cách nào để ngăn cản. Và những lời của kẻ tiểu nhân không phải lúc nào cũng được tin cậy. Và tốt nhất là bạn không nên tin, bạn cần phải biết được đâu là người tốt, đâu là kẻ xấu, hãy học cách phân biệt những người xung quanh mình để giảm bớt nguy cơ mắc phải sai lầm. Ngày này với bà tuổi dần lại đang gặp ngày có màu khí vượng và đây là điểm báo xấu cho sức khỏe của bạn trong ngày hôm nay. Bạn mệnh tuổi dần có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi vì ăn uống kém ngon miệng, không thực sự thoải mái khi nghỉ ngơi, tinh thần cũng có phần bị sa sút, mệt mỏi. Vài tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy cần phải trân trọng chính bản thân mình. Tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa có nhiều vấn đề phát sinh ngoài ý muốn. Tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ đừng có nghĩ rằng mình làm gì cũng đúng. Tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc tiểu nhân lừa gạt cạm bẫy bủa vây tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim mù quáng tin thiêu lời của người không đáng tin Vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi mão thứ bảy ngày 24 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi mão xem tử vi cho thấy với bạn tuổi mão đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày có được nhiều may mắn trong cả chuyện tình cảm và công việc. Ngày này, bạn tuổi mão đang gặp được ngày có tam hội cục phù trợ sẽ dẫn đường chỉ lỗi cho bạn, cho nên với bạn tìm được người mà mình thực sự yêu thương. Các cặp đôi trong ngày này cũng sẽ cảm thấy cần phải sống bên cạnh nhau thay vì cứ yêu đương mãi mãi. Bạn mong muốn thật nhiều hạnh phúc sẽ đến trong căn nhà nhỏ, tổ ấm riêng của hai người trong tương lai không xa nữa. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi mão lại đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh, đảm bảo cho bạn về khả năng thăng tiến sắp tới của bạn và bạn đủ tự tin về năng lực của mình và nỗ lực kể cả trong ngày cuối tuần bạn dám tiến hành những kế hoạch có vẻ mạo hiểm nhưng thực sự bạn đã lên sẵn đường đi nước bước rồi vài tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy tình cảm được thăng hoa rực rỡ tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa cần phải nắm bắt thời cơ ngay khi có được tử vi tuổi kỵ mão thuộc mệnh thổ nên hiểu tâm tình của người mà mình yêu thương tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc công danh sự nghiệp dễ bề tăng tín tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim công việc tiến trị đúng theo kế hoạch Vài đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vi tuổi thìn thứ bảy ngày 24 tháng 4 năm 2021 Vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi thìn xem tử vi cho thấy bạn tuổi thìn đang có được báo hiệu trải qua một ngày gặp nhiều niềm vui bất ngờ. Ngày này, bà tuổi thìn đang gặp được ngày thìn dần tương hội, người ấy có thể bày tỏ tình cảm với bạn trong ngày hôm nay mà chính bạn cũng không thể ngờ rằng lại có được tình yêu nhanh chóng đến như vậy. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi Thìn, lại đang gặp ngày có tỷ kin chiếu mệnh và cái điều này sẽ khiến cho bạn tuổi Thìn đánh mất đi sự tỉnh táo của mình mà có phần ảo tưởng về bản thân. Nghe lời tân bốc của những kẻ xấu bụng với bạn tuổi Thìn có thể cho rằng mình có năng lực vượt trội hơn người. Và với bà tuổi thìn, trong ngày thứ bảy này, sự mù quáng sẽ khiến cho bạn vội vã đổ tiền vào nơi không đáng tin cậy, đang có nguy cơ mất tiền hao của, thua lỗ là vô cùng lớn. Nghe theo lời của những kẻ xấu, nhưng bạn bè, người thân khuyên bạn, bạn lại bỏ ngoài tai và đây là hậu quả khó có thể làm cho bạn tránh khỏi được. Vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, tiền bạc mất mát rồi không biết cách dự gìn. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ tình cảm tiến trị nhanh hơn dự kín. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc kinh doanh vốn không phải là việc gì dễ dàng. Tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim dễ lâm vào cảnh túng thiếu. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy tình yêu đã đến thì đừng có từ chối. Vài đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi dậu, tuổi thân. Từ vi tuổi tỵ thứ bảy ngày 24 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi Tỵ xem tử vi cho thấy với bà tuổi Tỵ đang trải qua một ngày cảm thấy bức bối khi mà chuyện tình cảm của bạn chẳng hề diện tín thiêu như những mong đợi của bạn ngày này bạn tuổi tỵ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần than tị hợi và cái điều này khiến cho bạn có những quyết định không được sáng suốt cho lắm bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi tỵ bạn không muốn phải tranh cãi quá nhiều nhưng sự thực thì có những vấn đề cần phải nói rõ ràng nếu không sự mù mờ sẽ khiến cho mối quan hệ giữa bạn và người ấy càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn và ngày này với bạn tuổi tỵ đối với những bạn đang còn độc thân, có thể sẽ tạm chấp nhận cuộc sống cô đơn hiện tại và từ chối những lời giới thiệu, mai mối của những người thân, người quên biết Bạn chán nản và sợ hãi khi nhìn thấy nhiều bi kịch cuộc sống khi hôn nhân tới. Về tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa cần phải mạnh mẽ làm điều mà mình mong muốn. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ tình cảm giản nứt do thiếu hiểu nhau, tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc, đừng có nghĩ rằng mình lúc nào cũng đúng, tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim nên chia sẻ và tâm sự nhiều hơn, tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy bình tĩnh để không mắc phải sai lầm. Vài đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm, 3 sao, con số may mắn, số 6, số 9, giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cá tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi xỉu, tuổi thân. Từ vi tuổi ngọ thứ bảy ngày 24 tháng 4 năm 2021. Vạn trình ngày thứ bảy này với bà tuổi ngọ xem tử vi cho thấy bà tuổi ngọ đang gặp được ngày có quý nhân tam hợp xuất hiện. Cái điều này sẽ làm cho bà tuổi ngọ đang có được chuyện tình cảm, được mọi người ủng hộ, từ người thân đến bạn bè đều cảm thấy tốt với người mà bạn yêu. Và đây là điều khiến cho bạn tuổi ngọ vô cùng vui sướng, hạnh phúc, còn gì đáng mừng hơn khi những người mà mình yêu quý cũng lại yêu quý nhau và tình cảm của bạn dành cho người ấy cũng nhờ thế mà dễ bẻ thăng hoa hơn. Cuộc sống này vốn đã khó khăn, nếu như có được người tâm đầu ý hợp với mình thì với bạn tuổi ngọ hãy nắm giữ cơ hội thật chặt, đừng có để cho trái tim mình phải đi lang thang mãi nữa, dù sao bạn cũng sẽ cần một nơi để trở về vài từ vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim cách chuyện tình cảm không thể nào chia giấu được từ vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy tình cảm được chấp cánh bay xa từ vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa có người giận mối chia duyên từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ tình yêu gọi cửa trái tim từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc hãy sống thật với lòng mình Vài đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cá tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi Tuất tuổi Mão, tuổi Dần. Từ vi tuổi mùi thứ bảy ngày 24 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi mùi xem tử vi cho thấy với bà tuổi mùi đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh ngáng trở cái chuyện kiếm tiền của bạn trong ngày hôm nay bạn mạnh tuổi mùi có thể mất khá nhiều thời gian để có thể có được nguồn thu nhập ít ỏi nhưng còn tạm đủ để trang trải cho mình. Xong, để sống sung túc, no đủ thì còn khó lắm. Và xem tử vi ngày thứ bảy này với bà tuổi mùi cũng cho chúng ta thấy là rất có thể sẽ khá khó khăn với bà tuổi mùi khi mà cả chuyện tiền bạc và tình cảm đều diện tín không thiêu như ý của mình. Ngày này, bạn tuổi mùi đang gặp ngày có mộc thổ xung khác nhau, có những chuyện nhỏ nhặt nhưng cũng sinh ra mâu thuẫn, tranh cãi. Với bạn tuổi mùi đang có sự thiếu kiên nhẫn mà không chịu lắng nghe lời giải thích của đối phương, sau khi người kia cũng không muốn phải hết lần này tới lần khác nín nhịn từ đó mối quan hệ của hai người càng ngày càng rạn nứt lớn hơn. Về tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, tình cảm có nhiều vết rạn dạ nứt. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy cần phải yêu thương và thông cảm cho nhau. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa đừng có nghĩ rằng tình yêu là mãi mãi. Tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ dễ mắc phải những sai lầm đáng tiếc. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc nên hiểu mình cần gì và muốn gì. Vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ bảy ngày 24 tháng 4 năm 2021 Vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi thân, xem tử vi cho thấy bà tuổi thân đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, dần thân tị hợi và cái điều này khiến cho bà tuổi thân không mấy quan tâm tới cảm xúc của những người ở bên cạnh mình. Có lẽ vì thế mà tình cảm đôi bên có phần phai nhạt, không thực sự có được cảm giác của tình yêu với bà tử thân dễ dàng dành nhiều thời gian cho những việc riêng tư thay vì dành thời gian cho người mà mình yêu thương bạn cần phải xem xét lại chính bản thân mình nếu không thì tình cảm sẽ càng ngày càng phai nhạt và lụi tàn đi bên cạnh đó vận trình ngày này với bà tuổi thân lại đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh và với bạn khả năng kiếm tiền càng ngày càng tốt hơn trong vận trình của bạn ngày hôm nay cái nguồn tài lộc của bạn đang đến từ những vận may thế nên khi có được cơ hội tới tay thì bạn càng phải nỗ lực để nắm bắt lấy cơ hội về tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy tiền bạc ùn ùn đổ về nhà tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa cảm xúc không thắng được lý trí tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ dễ gặp tổn thương trong chuyện tình cảm tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc kiếm tiền dễ dàng bằng nghề tay trái tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim mâu thuẫn phát sinh từ những chuyện nhỏ nhặt Vài đánh giá của bà tuổi Thân trong ngày thứ bảy này: Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Từ vi tuổi Dậu thứ bảy ngày 24 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi Dậu, xem tử vi cho thấy bà tuổi Dậu nên bình tĩnh để không đưa ra những quyết định sai lầm trong ngày hôm nay và bạn có thể đang nóng giận cho nên mới nghĩ tới chuyện chia ly mà thôi và thực tâm bạn đâu có muốn như vậy trong ngày này với bà tuổi Dậu đang gặp ngày có kim mộc bất dung, đúng là đối phương đang có những chuyện không nên không phải, nhưng chính bạn cũng có lúc mắc phải sai lầm mà thôi. Chẳng phải vậy, người ấy vẫn luôn bao dung và tha thứ cho bạn đó sao? với bạn tuổi giàu đừng có lôi những chuyện đã qua ra để dằn vặt nhau và không phải ai cũng tìm thấy được một nửa của đời mình nếu như bạn đã có được may mắn ấy thì hãy trân trọng hạnh phúc mà mình đang có được ở trong tay. Vai từ vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy, đừng để cho mình tuột mất cơ hội tình yêu, tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa, hãy dành thêm thời gian cho những người bạn yêu thương, tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ, không có nhiều cơ hội để đón chào hạnh phúc, tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc, chớ để quá khứ ảnh hưởng tới hiện tại, tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim, chớ để cho tình yêu tuột khỏi tầm tay và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ bảy này. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ bảy ngày 24 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi Tuất xem tử vi cho thấy bà tuổi Tuất đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọa Tuất phù trợ, cho nên tử vi hôm nay với bà tuổi Tuất sẽ đi đến những quyết định quan trọng giúp cho mối quan hệ về tình cảm của bạn tiến lên một tầm cao mới, hạnh phúc sẽ về với bạn nhanh mà thôi. Bên cạnh đó, bạn mệnh tuổi tuất trong ngày thứ bảy này thực sự cảm thấy mình đã gặp được định mệnh của đời mình. Từ khi gặp nhau lần đầu, cho tới bây giờ, chưa bao giờ bạn thấy hối hận vì đã trao tình yêu, tình cảm cho đối phương. Vậy thì còn gì nữa mà phải chần chừ do dự. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi tuất lại đang gặp ngày có tỷ kiên chiếu mệnh, nhắc nhở bạn mệnh tuổi tuất cần phải hiểu rằng không ai là người hoàn hảo cả, kể cả trong lĩnh vực mà mình có thế mạnh thì cũng vẫn có thể mắc phải sai lầm. Bạn cứ cố chấp, ngang bướng thì bạn còn mắc phải nhiều sai lầm, còn mất tiền hao của nữa. Về từ vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, tiền bạc trong nhà càng ngày càng ít đi, từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, lợi nhuận giảm nhanh chóng do đầu tư sai khách không đúng nơi đúng chỗ, tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, tình cảm thăng hoa rực rỡ, tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, có quý nhân mang theo may mắn đến cho bạn, tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy, đừng có để cho mình đánh mất đi cơ hội. Và đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm năm sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phụ trợ, tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Từ vi tuổi hỏi, thứ 7, ngày 24 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi hợi, xem tử vi cho thấy bà tuổi hợi đang trải qua một ngày gặp được quý nhân lục hợp trao cho bạn cơ hội tìm được người mà mình yêu thương. Với bà tuổi hợi, bạn không cần phải cố ép bản thân mình theo bất cứ khuôn mẫu nào và cứ là chính mình là được rồi. Hôm nay, bạn mệnh tuổi hợi sẽ có được nguồn thu nhập vững vàng nhờ bạn đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh dẫn đường nâng bước cho bạn bà tuổi hợi đã làm việc chăm chỉ để có được thành quả như ngày hôm nay chứ không phải là tự nhiên mà có được và với bà tuổi hợi trong ngày thứ bảy này bạn làm việc chẳng được ngơi tay có lẽ từ trước tới giờ bạn cũng chưa từng tưởng tượng được rằng mình có được những thứ mà từ trước tới giờ bạn cho là trò tiêu khiển giờ lại đem lại cho bạn có được nguồn thu nhập kiếm tiền một cách dễ dàng nữa về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, tình yêu không phải thứ có thể chia giáo được. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, chăm chỉ làm việc ắt sẽ có thành công. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, có được thu nhập vững vàng nên biết cách để tiết kiệm. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, có được nhiều cơ hội để yêu thương. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, nên nắm bắt thời cơ ngay khi có thể. Vài đánh giá của bà tuổi hợi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.